Ok, hello mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh channel của Hana. Thì bữa nay hả, các video này không có quay live trực tiếp nhưng mà sẽ quay chế độ offline nha mọi người. Vào chủ yếu là cày thôi, cày cho vui thôi. Lại giờ này cũng đã là giờ trưa rồi, nên là không có clip. À, khoảng chiều đi nhá. Em này chơi cũng được, mỏi cỏ cày quá. À, cứ làm đến đây nè. Mày đấy. Vừa già uống tao rồi nè. Ây da. Bắn lấy thằng nồi. Hay. Đi làm nên anh lại nhà cày chơi thoải mái anh em. Nay nghỉ mà. Anh em có nghe có tiếng cốc 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 ngoài cửa sổ không? Mũi chim phái. Expedition at the Adventurers Guild. It's been getting quite busy recently. Ở vậy đây đó lý do vì sao là Hằng không có
quay ban ngày là vậy á, ban ngày á mày biết cái thành phần gì đâu nó phá không chán ơi. Ngày nào cũng vô chim, con chim bé á, ngày nào nó cũng vô cái cửa sổ nhà nó quậy, không có ngày nào nó không quậy, đuổi rồi những liền giống mấy con đất ghẻ mà hay vô kênh sủa anh em. Ad Astra Abyss. Ad Astra Abyss. 12. Ờ, đợi xíu nha, Hằng đi lấy chai dầu cái. Cũng xui.
quậy. Mẹ nó vô mở cửa một mình nghe. Nice to meet you. My name is Xiangling. I'm a chef from Liyue. My favorite place is the Thank you.
see. These bombs, so heavy. Thêm nữa. Gì quá vậy? Yeah.
ไงอ่ะHello, nice to meet you. My name is Xiangling. I'm a chef from Liyue. My favorite place is the chicken. Thank you.
Ad Astra Abyssosk. Welcome to... Thank you.
Should we tell him? Or not? Come on! Where is it? Làm sao nó lấy được cái phong linh đó? What the hell? Get him!
dodge this. Dodge this. You're in for a little shock. Mày chết mày. Con thêm nhóc tao đấy, đợi đó. Oh,
hecho? Có thăm xem chậm chuyển là an toàn rồi. Má này sao lại ổn. Huh?
keep up with me. Let it rain. Bet you can't keep up with me. You're in for a little shock. Blitz. Blitz sparked in the... Yeah. Bet you can't keep up with me. Nhà hơi ổn không cảm nha, tại vì bữa nay có nhiều người ở nhà, nay có phần bất kênh. Cool.
Cô tưởng lên mà Hằng ở nhà đi.
so sorry. Hơi bị sai lầm. Anh em mình cứ bắt trước nha. Xong luôn đi rồi về.
What's the hurt? Cool it! Dodge this! Windblade! Oh my god. Closer. Giống cha mày à. Trời ơi. Ừ thế nào? À con phong này mình khống chế bằng nó cách rồi dùng cô Lisa được. Nhiều là dễ. Thank you.
được đây nhỉ? Nhờ thôi. Ừ, dùm ba cùng phòng. Cùng phòng thì anh em dùm Lisa hoặc là con gì mà có pháp thuật đó là khống chế nó được nha. Dễ mà. Ăn nào thằng tự con Amber nó có cung á thì nó còn khắc chế được chứ. Thằng nó sai. Nên là anh em đừng bắt trước nha. Chơi chết dễ chết lắm. Add Astra Abyssosk. Dad welcomes you. Ôi, mới làm tiếng máy rồi, vãi cái liền. Thằng đang like chế độ offline nha. My strength still fails me. Welcome to Mondstadt. Win, go with you. Master still not returned? Lẹ phớt.
I feel like running. Thằng chân tí nữa là thằng sẽ đi ngủ. Rồi chiều thằng chơi.
You did a fine job. Outstanding. The requester even asked me to thank you on their behalf. And, as promised, you are due your reward. Oh, you shouldn't have. This is a token of the guild's gratitude. We receive many new commissions every day, and without the efforts of each and every adventurer, if you complete enough commissions each day, you will be eligible to claim a special reward from me. Your adventurer handbook keeps a record of how many adventures you complete each day. Make sure you claim your daily rewards on the days that you complete sufficient adventures. You are more than welcome. After all, and please note that helping a fellow adventurer to complete a commission also counts towards your eligibility for a daily reward. We encourage you to work actively with your fellow adventurers. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Má, niệm tới 10 năm mới nhận được lọ cây. Haven't you heard? Which should I choose? Biết gì? Thọ hả?
Rosa? The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. Oh, ancient alchemy truly is fascinating. Welcome. How can I help you? Ancient alchemy truly is fascinating. Welcome. How can I help you? Ancient alchemy truly is fascinating. Star Snatched Cliff is known for its views. Which should I choose? An expedition at the Adventurers Guild. Thank you.
first problem is ingredients. We need something special to dress up the steak, but I don't have anything suitable here. I've got it! Radish is what we need. Mashed or grated, it'll add a touch of freshness. And we can carve little flowers out of it as a garnish. Go find me a radish. There should be... Let's wash the radish in the river. A little weak. We make me a mushroom chicken skewer. And make sure it's got that ooh la la on the outside. Then hits you with the just make it taste friggin' awesome. Yeah, nhớ đâu rồi. Thank you.
Mr. Draft always gets so drunk after a hunt. $300 a bottle. Only $300. Forgot. Side dish. We need a side dish. Thanks. Here, take this. And here are all the ingredients you need. Is this the recipe for that snack you gave us earlier? Yes, with some minor improvements so it uses up the leftover ingredients. This is so complicated. How are we supposed to cook this with no experience? The technique doesn't matter. What matters is that you do it with passion. That's what my father... And you must be passionate about cooking if you've helped me this much already. I trust you guys. I know you'll nail this side dish. I like it. Come on, this is the final push. Are the jade parcels ready yet? Flavor is key, but you also don't want to take too long over it. Once they're ready, bring them here and I'll serve the dish. Are the jade parcels ready yet? Flavor is key, but you also don't want to take too long over it. Parcels ready? Flavor is key, but you also don't want to...
ai giờ thành đi mua này ơi. Are the jade parcels? Flavor is key, but you also... thành mua đồ rồi. Thank you.
Oh, my side. Thank you.
Đi rồi. Chết trong ngủ luôn. For a little shock. Blitz. Thank you.
Enjoy this too much. Come a little closer. Come a little closer. Don't be such a brute. Yes, don't be such a brute. Thank you.
nhận thẻ đó. Sao lát trời. Thank you.
Hôm nay cho tới đây thôi nha mọi người nha. Ngọt rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nên mà xem lại. Đừng quên nhấn subscribe, like, share video. Thank you so much. Một giờ rồi, thằng nghỉ đây. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người ngủ trưa vui vẻ nha. Happy nha. Bye bye.